Hello, xin chào các bạn. Đây là sông Cái Bé nha các bạn. Ở gần bến phà Tắc Cậu ở Kiên Giang. Đây là những con tàu. Đó. Bên kia là xà lan cát. Những con tàu cá. Rồi trong đây là cái chỗ để sửa máy tàu, tập kết mấy cái lưới đánh cá. Kho rất là rộng. Bây giờ mình cho các bạn xem cái con tàu. Mấy cái dây thừng, mấy cái dây cột tàu, neo tàu này nó bự bằng cơm tay mình luôn các bạn. Tàu xanh, tàu vàng, tàu cam. Sông rất là sâu và lớn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hello, xin chào các bạn. Ở phía sau mình là cái nhà máy xi măng Vicen Hà Tiên các bạn. Đó, rất là lớn các bạn. Giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đó. Rất là lớn. Hồi 4 năm trước mình đi ngang là nó không có nhiều cái kho giống vậy đâu. Bây giờ nó nhiều quá, lớn như vậy. Hay là hồi đó mình nhìn không kỹ, chứ hồi đó mình thấy nó ít lắm. Xung quanh ở dưới cặp mé sông thì có mấy cái xà lan rất là lớn. Nhiều lắm. Phía sau cái mấy cái phân xưởng đó là có cái đồi núi gì bự lắm các bạn. Đó. Ở cái dây chuyền sản xuất của nó. Rồi ở đây có cái cầu bắc ngang mà không biết mình đi hướng nào. Đó. Mình chưa có coi bản đồ. Còn cái kênh này là kênh Hà Tiên Gạch Giá. Rất là nhiều xà lan. Sông này chắc cũng sâu á các bạn, tại vì xà lan đi mà. Nhưng mà mình thấy ở dưới sông nó có ba cái bông súng đó ha. Nước ở đây thì nó vẫn đục. Nước vẫn đục. Rồi. Đó, ở đằng kia nó đang vận chuyển ra vô không? Đi tới Kiên Giang, Gạch Giá, gặp được chiếc xe khách số 4, Vĩnh Long. Xe đồng hương, biết nó chở từ đi từ cái điểm xuất phát ở đâu, đi tiếp đường nào. Rồi, hello, xin chào các bạn, đây là cái bến tàu Ba Hòn nha các bạn. Đó, ở xa là có cái núi, còn xung quanh đây là những cái con tàu các bạn. Đó. Đẹp. Cảnh sông nước. Đó là chợ. Bây giờ mình sẽ quay lại cam sao cho các bạn xem. Cam sao thì nó hơi bị chói nắng các bạn. Để về mình chỉnh màu là thử có được không. Giờ sao nó rớt sương sương mưa nè. Đây là ghe. Trung tâm thương mại Ba Hòn.
giờ mình để mình đi lại cái chỗ mình lấy hàng cái. Giờ mưa lâm râm lá cát chưa ớt xuống rồi các bạn. Bạn đã đến. Đường đẹp như thế này thì sao mà không đi? Từ Ba Hòn xuống Hà Tiên đường đẹp lắm các bạn ơi. Đây là đường từ Ba Hòn tới Hà Tiên các bạn. Đây đoạn giữa. Đường này thì tương đối ven biển. Cái đoạn này hồi xưa thì nó cũng xấu lắm nhưng mà bây giờ đường đẹp lắm các bạn. Hello, xin chào các bạn. Mình đang đứng ở cái bãi bàn ở Hà Tiên nha các bạn. Đó, khung cảnh rất là đẹp. Đang ở một cái chiều hoàng hôn. Rồi đây là khung cảnh khi mà hoàng hôn xuống các bạn. Những cái dãy núi nữa các bạn. Rất là đẹp. Có mấy bạn ra đây bắt ốc, bắt hải sản. Cái ngã ba đó là đi hướng lên An Giang. Mình đi xuống bãi biển một tí. Bãi biển này thì cát cũng có trắng trắng thế à.
ở trên đây thì nó bãi nó cao, mà ở dưới kia cái bãi này mình thấy không có dài lắm nha, không nó dốc từ từ xuống chứ nó không có không có dài. Rất là đẹp các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Giờ mình đi về ha. Tối. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo nha.